Chào mọi người, hiện tại mình đủ bây giờ là ba cái chìa khóa của bên khách sạn Nguyên Phan, nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, cách chợ Đề Phú Quốc 30m. Thì bây giờ mình sẽ đi mở ba cái phòng này, giới thiệu cho các bạn về những loại phòng của Nguyên Phan đang theo. Đầu tiên là phòng 301. Đây là cái loại phòng 3 giường nha mọi người, thì mình có thể ở được 6 người. Phòng này có 2 cửa sổ. Bên kia là Hưng Quốc Tự. Đây chính là tuyến đường Nguyễn Trung Trực. Thì từ đây mình chỉ cần đi qua cầu Nguyễn Trung Trực thôi là chúng ta tới với chợ đêm rồi. Nhà tắm. Ở đây có một cái mini bar và rất nhiều nước suối. Thì nước suối này là chúng ta sẽ được miễn phí, mỗi người một chai một ngày. Mà nếu chúng ta muốn thêm thì chúng ta có thể liên hệ với Lệ Tân. TV, máy điều hòa và tất cả những bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài phòng khác. Phòng này là phòng một giường. Thì nội thất nó cũng giống như cái loại phòng 3 giường thôi, nhưng mà nó dành cho 2 người ở. Thì tất cả những cái khách sạn nằm trên đường Nguyễn Trung Trực có một lợi thế rất lớn, đó là rất gần với chợ đêm. Từ đây chúng ta chỉ cần đi bộ chưa đầy 1 phút là đã đến được với chợ đêm Phú Quốc rồi. Nó còn gần thêm một cái chợ thứ hai nữa, đó là chợ Dương Đông. Đây là khu chợ mà bán rất nhiều những loại hải sản của Phú Quốc. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại phòng thứ ba, đó là phòng 2 giường dành cho 4 người. Thì những cái trang thiết bị nội ngoại thất của các phòng nó đều giống nhau, đều đầy đủ có máy lạnh, tivi, cái mini bar, nó đều giống nhau cả thôi, nhưng mà